Hồi chiều như Đức gặp cái chú này, tội mình vừa nhìn một phát thôi là biết hiền rồi, thiệt thà liền. Người sao nó hiện cái tướng ngộ kia mà mình biết nghe pháp mình liền. Mà đến mà cứ ốc áp úng mà đàn ông mà thấy hiền ghê luôn, hiền dữ lắm. Hồi chiều á với là thầy cho con thỉnh pho tượng Quan Âm được không thầy? À, thỉnh tượng Quan Âm nhiêu tiền vậy thầy? Mình thấy mình nhìn đôi tay, nhìn gương mặt mình thấy người thấy tội nghiệp kia thiệt thà. Con mỗi ngày cũng nghe thầy giảng, nhưng thôi thầy cho con thỉnh tượng Quan Âm, con xin cúng dường chút ít nghe thầy. Nhưng đến nó thôi khỏi, để tiền xe về đi, tượng như Đức tặng cho, tặng bộ Tam Thánh luôn, nguyên bộ Tam Thánh luôn nghe, về thờ nghe. Đó. Rồi như Đức tặng luôn một cái đèn bông sen luôn, để bàn thờ luôn nghe. Rồi bà mẹ đi chung, cho con thỉnh thêm tượng nó được không thầy? Được, cho thỉnh luôn, tặng thêm cái đèn bông sen luôn. Thấy hai mẹ con thiệt thà sao? Rõ ràng không? Khờ có phước khờ, thiệt thà có phước của thiệt thà. Thấy tội nghiệp thấy ghê. Xong cái bà mẹ mới nói, tội nghiệp nó lắm thầy, nó hiền dữ lắm. Nó thích nghe thầy giảng, nó rất là hiền. Nó có vợ, mà ba vợ của nó đòi bắt vợ lại. Nó khóc quá trời khóc, nó năn nỉ ông đừng có bắt vợ con. Nó hiền đến mức như vậy mà thiệt rất là hiền luôn. Gặp những Đức xong, những Đức đưa tiền cũng dường như Đức không nhận, như Đức tặng đồ xong đưa tiền cũng dường như Đức nói thôi được rồi, cứ để dành tiền xài, nó đi làm hồ nó thôi trời ơi để dành tiền xài đi, ở đây cũng được rồi thôi, chừng nào mà giàu có đi hả cúng. Không, những Đức vậy đó, người như Đức nói chuyện vậy đó, mà người ta vừa nói xong nghe khóc sướt mướt luôn, khóc quá trời khóc luôn. Rồi xong bước ra chút xíu chú Hiếu đồ mới dẫn ra ngoài chút xíu xíu, vừa đi khúc khóc quá khóc nó mũi nó chảy ra, vuốt mũi cái chùi vô mình mấy chú. Hiền quá trời hiền. Hiền quá hiền. Vì thấy kinh khủng không? Hiền khôn vậy. Rồi xong thêm hịch thêm cái nữa vũ xuống. Tại vì khóc á, cảm động không nhận tiền khóc, mà tặng đồ khóc, khóc tới ghê luôn. Bà mẹ ngồi lại bà nói trời nó hiền lắm thầy, thầy nó hiền lắm. Vợ nó mà ba vợ có đòi bắt vợ suốt, có đòi bắt vợ nó nài nỉ, nó quỳ nó ba đừng bắt vợ con, đời con nghèo khổ rồi thiệt thà có một con vợ, mà bây giờ ba mà bắt vợ con thì con còn cái gì nữa mà sống trong cuộc đời này hả ba. Nó nài nỉ ổng mà ổng đòi bắt vợ suốt, cuối cùng ổng chết queo. Bà nói rõ ràng luôn, cuối cùng ông chết queo. Thì vợ nó sống với nó bình thường đâu bắt được đâu. Ông già cũng kỳ cục. Đã nhỏ nghèo nhỏ thiệt thà mà có con vợ thì cũng đòi bắt. Cuối cùng cái tâm đó ông chết queo luôn. Bà nói rõ ràng luôn, thấy không, thấy không, thấy không? Cái người người ta thiệt thà hiền đức mà quý vị đụng người ta là có chuyện nó xảy ra với quý vị đó. Thấy không? Ta hiền mà. Đâu bắt vợ người ta quỳ, người ta khóc, người ta xin đừng có bắt vợ người ta. Chứ gặp mấy cái thằng hung dữ nó quýnh cho mà bờm đầu chứ đừng nói bắt vợ nó. Vợ tao mà bắt mày vô duyên cha cha chứ, mà gả cho tôi rồi mà giờ bắt cái gì, đúng không? Như những Đức là những Đức quýnh thấy mù, đừng nói chuyện giận chơi cha vợ chứ. Còn là chờ gả vợ cho tôi mà đòi bắt vợ tầm bậy tầm bạ, ông muốn bắt vợ làm gì? Vợ tôi mà ông bắt ông ngon bắt đi rồi ông biết. Không, mà thằng này nó năn nỉ không? Phải chi như những Đức thì ông có chết. Tại vì Đức dữ quá thì ông đâu đến nỗi tổn phước sạch mà ông chết. Thì ông vừa mà hăm he thôi, những Đức hù lại ông chạy mất dép rồi. Thì cuối cùng ông không có chết. Nhưng mà thằng này nó quá hiền hậu, nó năn nỉ không nên ông hết phước chết queo. Cái gì nó cũng có cái lợi hại của nó, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi nghe. Nó nên cái người mà quá hiền thì tự độ, mà cái người mà từ bi mà có dữ dằn là độ tha, chứ không có chuyện giỡn đâu. Cái người mà quá hiền là tự độ đó nè, độ tha kém. Còn cái người mà hiền hậu đạo đức mà có tâm từ bi mà còn có dữ dằn vô cái nữa là nó tự độ và độ tha, nó làm được việc chứ sao. Bây giờ thí dụ như các cô mà bây giờ đi với những Đức mà trên con đường này mà những Đức bị đè đầu cỡ cổ, các cô cũng bất an. Tại vì quá hiền đến mức mà như cục đất. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ mấy cô giờ theo chú Tâm bên Bảo Tháp, mấy cô yên tâm nổi không?
Ông hiền đến mức trời ông trời ông hiền. Ông quá hiền. Nó hiền quá, hiền quá không được. Thì cái đó là làm một số việc gì thôi, tự độ. Còn muốn độ tha là con người nó phải dữ dằn chút. Nó không có đơn giản cái cõi này mà. Mà có khi mà thấy mình quá hiền luôn thì người ta cũng không tiếp nhận mình. Thấy mình hiền quá thành nhu nhược, mà dữ quá thành bạo ngược. Thấy chưa? Ngộ ghê. Hay ghê chưa? Hiền quá thành nhu nhược, mà dữ quá thành bạo ngược. Nên cái hiền nó chế ngự cái dữ, mà dữ nó chế ngự cái hiền. Hai bên này con người này mới thành đạt được sự nghiệp. Vì hiền dữ nó mới kết hợp, nó mới chế ngự qua chế ngự lợi. Giống như gọi là điện dương, điện âm. Nó âm dương nó kết hợp. Chứ nếu mà dương không cũng không được, phải có điện âm, thấy chưa? Đó, nói ra nó mới thấy thú vị. Nói ra thấy thú vị. Đó, các vị biết rằng những cái bài giảng này của những đức nghe mà con người ta mà thông tâm luôn á, hết buồn hết khổ luôn á. Họ nghe họ thông tâm hết buồn hết khổ luôn, nghe một phát thôi là tâm trạng thoải mái liền. Nhớ, đừng bao giờ để một tâm trạng buồn qua đêm. Bằng ngày buồn đỡ bằng đêm buồn 100% luôn. Đây là tôi thí nghiệm rồi. Tôi đã từng một lần buồn thử bằng đêm. Bằng đêm buồn thử á, nghĩa là đêm nay buồn thử không buồn, để coi sáng như thế nào. Cuối cùng một đêm buồn, ngày mai quên bận quần. Nó kinh khủng chợ là chợ. Tại vì nguyên một đêm nó buồn làm như thần kinh nó căng thẳng. Đi vô tắm mà quên bận quần đi ra. Mà nhờ trong phòng chỉ có một mình. Mình nói mình giật mình, mình nói chợ kinh khủng đi. Chỉ có một đêm buồn thôi mà nó làm cho tế bào mình bị ảnh hưởng sa sút như vậy. Thần kinh bị giảm sút. Vậy mà đi ra quên bận quần luôn. Chuẩn bị mở cửa đi ra. Hiểu không? Bận cái quần không á. Không thấy cái quần dứ. Đi mà chắc Liên Đình nó cười mà chết. Thấy chưa? Nên những đức nói bằng ngày buồn đỡ bằng đêm buồn. Con người mà thường bị chết là vì bằng đêm buồn. Vì bằng đêm họ buồn nên họ ưa nghĩ những cái điều mà thầm kín cuộc đời họ. Và họ nghĩ những điều tiêu cực nhất vì bằng đêm. Nhất là đêm khuya không ai thức, chỉ một mình thức. Thấy không? Nên người ta ưa chết là cái việc bằng đêm một mình thức. Buồn khổ mà lại cô đơn. Các vị thấy trời cái này là bao nhiêu chuyện dập đến. Buồn khổ mà lại cô đơn, không có người chia sẻ. Không có người chia sẻ. Đó, nên những đức nói thà bằng ngày buồn, tuyệt đối đừng để bằng đêm buồn. Nhớ nghe cái câu này, Phật tử phải nhớ nghe không? Thà bằng ngày buồn, đừng bằng đêm buồn. Vì bằng đêm buồn nó có rất nhiều sự tác hại của cuộc đời mình. À, một là ngủ không được, mà ngủ không được là tác động sáng mai thần kinh căng thẳng, sân si khó chịu, mặt mày nhăn nheo. Một con người đã lớn tuổi mà bằng đêm buồn là gương mặt nó sẽ già vô cùng. Bằng ngày buồn chưa già mà bằng đêm buồn nó mới già. Vì bằng đêm buồn là ngủ không được, mà ngủ không được mà buồn nữa. Thì hai việc này kết hợp lại thì nó làm cho mặt bị nhăn. Đa phần là người mà già nhiều là do bằng đêm ngủ không được mà buồn. Đó. Nên nhớ, nên tuyệt đối bằng ngày buồn phải giải tỏa liền. Mà muốn giải tỏa là phải nghe những bài pháp này thì mới giải tỏa được. Nó phải có một người tâm sự cho mình nghe. Chùa của mình á, là tại sao quý vị biết con người ta trong chùa mình mà ít buồn không, ít phiền não không? Quý vị biết vì sao? Vì cái cách giảng pháp của những đức là nó dẫn dắt người ta. Có những đức làm cho người ta phải phiền não, rồi những đức dẫn người ta ra khỏi phiền não, rồi làm người ta phiền não, rồi những đức dẫn người ta ra khỏi phiền não. Những đức làm giết người này, giết người này vô phiền não, không phiền não, ra khỏi phiền não cũng bình thường. Tại vì họ đạt trình độ đó luôn rồi. À, làm cho ta phiền não rồi dẫn người ta ra khỏi phiền não, làm cho ta phiền não rồi dẫn người ta ra khỏi phiền não, cái làm suốt vậy đó. À, làm với con người này hết phiền não luôn. Còn bây giờ một con người mà quý vị không làm cho người ta phiền não là người ta sẽ bị phiền não rất là lớn. Vì sao?
nó tồn động lại cái phiền não đó, về sau nó thành một cái đại khối phiền não. Nó nguy hiểm ghê lắm. Nên khi mình làm cho người ta phiền não là mình đang giúp cho người ta về sau không bị phiền não. Có nghĩa là mình làm chứ không phải là người ta tự phiền não. Có nghĩa là mình tác động cho người ta phiền não rồi mình cũng tác động cho người ta hết phiền não. Đây là một phương pháp để giúp cho người ta hết phiền não. Hay lắm quý vị ơi, cực kỳ hay luôn. Nguyên lý này là Nhật Đức hiểu luôn. Vì sao? Vì Nhật Đức nhớ ngày xưa có nhiều người ta quá cực. Đến nỗi sau này người ta già người ta nói cực cả đời rồi. Bây giờ cực nữa cũng không có ý nghĩa gì, không có quan trọng gì đối với người ta. Đó, thấy chưa? Còn cái người mà chưa từng cực mà cực là kinh lắm. Cái người chưa từng khổ mà khổ là cực kỳ khổ. Còn cái người đã khổ rồi mà khổ không có ăn thua gì. Nên bây giờ mình phải làm cho người ta phiền não, để rồi mình tác động người ta hết phiền não. Rồi cuối cùng người ta sẽ không còn bị phiền não. Ngộ không? Hay lắm, không giỡn đâu nghe. Đó. Rồi mình làm cho người ta lo âu. Mình phải làm cho người ta lo âu. Rồi mình làm sao mình bỏ thuốc cho người ta uống để hết lo âu. Giống như mình bỏ thuốc cho người ta lo âu, rồi mình giải độc cho người ta hết lo âu. Mình làm giết rồi người ta không còn lo âu. Nó thì thấy không? Cực kỳ hay luôn. Nên chùa mình ít lo âu, ít phiền não. Ít lo âu mà ít phiền não nữa. Nó hay không? Đây là nó là gọi là người mà gọi là đặc biệt, mà gọi là một bác sĩ tâm lý học. Bác sĩ tâm lý học có khi hơi cọc tính một chút. Hiểu không? Bác sĩ muốn trị được bệnh nhân thì có lúc thì mình phải nói chuyện rất dịu dàng, rất ngon lành. À, sao rồi? Bệnh sao? À, bệnh sao rồi? Nghe không? Nói chuyện ngon lành. Rồi xong bác sĩ này thấy bệnh nhân này không nghe lời thì bác sĩ phải la bệnh nhân. Mấy quý vị đi coi bác sĩ đi, phải không? Cái người mà đi học ngành y, quý vị hỏi người ta đúng không? Người ta phải học qua cái ngành tâm lý học, rồi người ta mới học ra một cái tác động khó khăn để chi, để cho bệnh nhân phải sợ. Có những bệnh nhân không chịu uống thuốc, trước nhất là phải nói ngọt cho uống, không ngọt được thì cứng. Nó phải uống, thấy chưa? À, rõ ràng, thấy không? À. Nên cái người giảng pháp là cái người phải có một cái tâm lý vô cùng tuyệt vời. À. Mà cái tâm lý này nó phát xuất từ một cái tâm lượng. Tâm lý nó phát xuất từ tâm lượng lớn nó mới có được tâm lý. Con người mà không có tâm lượng sao mà có tâm lý rộng? Con người mà tâm lượng nó quá nhỏ không có bao giờ mà có được tâm lý rộng đâu. Con người muốn có tâm lý bao la vạn trường thì cái tâm nó phải bao la vạn trường. Nó phải thông tình đạt lý được, cái tâm lượng nó phải lớn, nó phải thông tình đạt lý. Nên mình muốn mình thông tình đạt lý và trí tuệ phước duyên lớn thì tâm lượng mình phải lớn. Tâm bao dung phải lớn. Cái bao dung đó không phải là lúc nào cũng tha thứ đâu. Gầy la chửi mắng cũng là một cách bao dung. Không phải là người nào mình cũng là tha thứ đâu. Tha thứ có những người nó sẽ hư hoàn toàn. Và có những người mình trách móc và chửi mắng đánh đập nó lại là giúp họ. Đó là một cách khoan dung trí tuệ. Không giỡn đâu nghe. À. Những bài tôi chia sẻ vào pháp này mà cái người nghe mà hiểu đi, quý vị sẽ thấy quý vị lợi ích không tưởng tượng được luôn. Nó thông tâm quý vị luôn á. Hoàn toàn tâm trạng hoàn toàn thoải mái hết luôn. Nên tất cả những con người sống trong cuộc đời này khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, hãy yên tâm đi, đều có lối thoát. Không có bao giờ mà không có lối thoát đâu. Có lối thoát. Khổ đau cùng cực, nghèo nàn, bệnh đau, nghèo mà còn bị vợ bỏ, nghèo mà bị chồng bỏ, rồi con bỏ, rồi nghèo luôn. Nhà không có một cái nồi để nấu cơm luôn. Nhà không có cái lu uống nước. Nhà không có cái giường nằm luôn. Chỉ có cái nhà không. Nó khổ đến mức như vậy. Nghe là bước vô nhà là cái nhà trống lỏng, không có một cái gì hết. Chỉ có một bộ đồ và thêm một cái quần nữa thôi. Bằng ngày bằng bộ đồ, bằng đêm chỉ có một cái quần ngủ. Khổ đến mức như vậy luôn. Mà con người này chỉ cần biết niệm Phật thôi. Tôi nói đó là quá khổ rồi đó. Mà người này chỉ cần biết niệm Phật thôi. Vậy mà cái nhà này thời gian đầy đủ. 100% niệm Phật là đầy đủ đó. À, đó. Nên ca sĩ đồ mà đi đến chùa mình hát, đừng có bao giờ nhận bao thư. Quý vị mà nhận bao thư là quý vị là người không hiểu biết đặc biệt. Phải nghe những thuyết giảng này rồi hiểu được. Đừng có bao giờ nhận cái bao thư của chùa mình. Nhận chùa khác á.
Tôi nói nguyên lý này cho nghe để mà hiểu. Vì sao? Bao nhiêu người người ta còn muốn đóng tiền vô để nuôi người già, mới bị đi đến đây hát cho người già mà đi nhận bao thư. Tôi mà để cho quý vị nhận bao thư là tôi đang không giúp quý vị. Tôi không có thể nào có một cái tâm xấu như vậy được. Hiểu chưa? Còn vì sao tôi nói là hát chùa khác có thể nhận được? Vì chùa khác không có nuôi người già. Thì chùa này nuôi người già, mà người già là cái việc mà xã hội ai cũng phải thương yêu. Mà đây người ta nuôi bao nhiêu người già mà lại đây hát cho người già nghe là mình mừng lắm, mình mới có cơ hội hát cho người già tu nghe. Mà bây giờ đi đến đây nhận tiền, nếu tôi để quý vị, tôi đưa tiền cho quý vị là tôi đang hại cái duyên phước của quý vị. Nên thà không hát thì thôi, chứ hát là không có nhận tiền. Nó là tôi từ bi lắm đó. Rất là từ bi. Nên từ nơi đó mà tất cả ca sĩ nổi tiếng phải đi đến đây hát. Cái đây là cơ hội tu duyên tu phước thù tháng, phải hát từ người lại đây. Nó cứ là điện thoại xin hát. Hạ mình xuống đi. Chứ tôi không có mờ. Hạ mình thì phước duyên nó cực kỳ lớn luôn, đừng có để cho người ta mờ. Nó ông thầy ông trong chùa khuyên người ta niệm Phật mà đi mờ mình hát cái gì? Mình phải hạ mình xuống. Dạ thưa thầy, con xin thầy, con xin thầy cho con được hát cho các cụ nghe. Đó. Cái tâm đó đó, phước duyên cực kỳ lớn luôn. Tôi nói đây 100% trước ngôi Tam Bảo luôn á. 100% luôn. À, thử đi, hồi cuộc đời vị sẽ vinh quang cho mà thấy. Mà cái vinh quang nhất của cuộc đời vị là sau này già nè. Sau này già đi rồi sẽ thấy. Hoặc là quý vị tuy là ca sĩ nổi tiếng gì, có khi quý vị bị ung thư á. À, đừng có nói chạy thoát, bệnh này bệnh kia đó, đừng nói chạy thoát, giỡn hả chợ. Thấy không? Tôi là cái người mà có thể giải quyết những cái bệnh đau đó cho quý vị. Giải quyết khỏe hả thầy? Không, chết queo. Bây giờ thọ mạng nó đến thì nó chết thôi, thọ mạng chưa hết thì nó sống. Nhưng mà cái đặc biệt là quý vị sẽ được nằm trong phòng hộ niệm đặc biệt lắm. Tôi hộ niệm giùm cho. Bình thường thì cứ hát đi, sau này có gì già cả tôi hộ niệm cho. Rồi xong, nếu mà lỡ tôi mà đi sớm, tôi để di chúc lại cho thầy Nhận Màng. Chùa có ông thầy Nhận Màng, sau này ông hộ niệm cho, nghe chưa? Nên từ nơi đó mà yên tâm, nên chơi với cái ngôi chùa niệm Phật mà nuôi người già là tôi nói là số 1. Đây là chỗ đặc sắc luôn, quá đặc sắc luôn, phước duyên sẽ rất là lớn. Đó, nên người trong chùa cái tâm mình phải cảm thấy vô cùng mừng khi mà được sống trong ngôi Tam Bảo, trân quý khi được sống trong ngôi Tam Bảo. Phật tử khắp nơi nơi đi về đây nên trân quý cái nhân duyên này, và ai cũng nên trân quý về đây phải siêng niệm Phật, siêng tu. Để còn nghĩ đến ông bà cha mẹ của mình còn sống. Ông bà cha mẹ mình đã chết, đang đọa lạc khổ đau, đang đợi mình từng chút phước hồi hướng cho người ta đó. Mà đức chúng như biển cả mênh mông đó, tu cái hài hội chúng này lớn lắm nè. Nghe pháp gì cũng lớn này, hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Ông bà tổ tiên mình bây giờ đang đọa lạc đó, chứ không phải là không đọa lạc đâu nghe. Khổ đau đó, bị bỏ vô chảo dầu, bị ôm cột lửa. Rồi ngồi bằng trong tùm lum tùm la, khổ đau với trong địa ngục á. Nên chúng ta mỗi ngày mà tu hồi hướng cho họ một chút là lớn như lắm. Tất cả những người làm công quả này trong mùa lễ rồi, mỗi ngày đều hồi hướng cho, cầu an cho ông bà còn sống hay ông bà đã mất của mình, và cầu an cho toàn thế giới của mình được bình an. Cái tâm này phước lớn dữ lắm, rất là lớn. Đúng ra nói là khéo tu duyên phước, tại bắt đầu từ duyên mới có phước. Nên cái gieo duyên lành nó quan trọng, cực kỳ quan trọng. Năm xưa thầy Lý Bỉnh Nam dạy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi tu giảng pháp, ông sắp xếp chỗ cho người ta ngồi bằng cái tâm hoan hỷ vui vẻ.
duyên phước ông về sau rất là lớn. Đại lão ở Thượng Tịnh Không thỉnh hỏi thầy Lý Bỉnh Nam, vậy thì người giảng pháp hay mà người nghe không đông, người giảng pháp không hay mà nhiều người nghe đông, là nằm vào chỗ nào? Thì thầy Lý Vĩnh Nam ngày nói là do duyên mà ra. Thí dụ người này duyên với người ta đông quá thì người ta ủng hộ, dù nói không hay người ta vẫn thích. Còn người kia tuy nói hay nhưng mà không có duyên, không kết duyên với mọi người, người ta đâu chịu ngồi nghe đâu. Thí dụ như giờ ngồi đây mà ai cũng ghét những đức chân, sao những đức nói? Không nói được. Nhìn xuống thấy người nào người nấy gương mặt làm gì nè, mình nói không được. Thầy nó kênh mình sao mình nói? Nó rõ ràng. Như mình này mình nói xuống mà dưới nó kênh lên là mình đỡ nó không được, chắc chắn 100% không nói được. Nhưng mà mình lên mình cảm giác cái hội chúng duyên với mình dày quá. Thí dụ như ngày Chủ nhật, ngày lễ, người ta quý những đức, người ta biết. Khi mình bước lên, người ta quý lắm, trong lòng người ta nó dạt dào. Người ta vui sướng, người ta thích gặp mình. Tức khắc mình gặp người ta vui vậy thì mình giảng dễ. Mình giảng người ta cứ vỗ tay hoài, mình cứ vỗ tay mình giảng mình vỗ tay mình giảng, làm tới. Thấy không? Chút thì giống như thành ra giảng hay, dở mà thành hay là do người ta thích. Còn nếu như mà không có duyên thì người ta không thích, mà không thích thì người ta không nghe. Giống như ca sĩ vậy nè, nó mới bắt đầu từ duyên rồi nó mới có phước. Có duyên, có phước, phước là có tiền đó. Nên ca sĩ mà được đi đến chùa mình hát á, đừng có lấy tiền, lấy duyên phước là cực kỳ khôn luôn. Vì cái hội chúng tu người ta tạo ra nó bao nhiêu năm nay, hội chúng tu đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ thu thập được một cái hội chúng tu đâu. Thì đi nhiều chùa vì coi cái hội chúng tu mà cố định hiếm lắm. Lập thành một cái hội chúng tu là cực kỳ khó luôn á. Nên á, qua hậu Kim Tho mà nghe gì những đức giảng rồi đến đây hát là không phải đơn giản á. Rồi kết duyên thêm em là ca sĩ Phú Quý. Rồi 17 này rủ thêm hai vị ca sĩ nữa. Từ nơi đó mà nó đâu có đơn giản đâu. Cái người phải là biết tu, nó nhận thức được Phật Pháp kìa người ta mới đến. Bây giờ cái hội chúng người ta như 17 đó, mấy ngàn người đông thiệt đông. Mà mình lỡ mình chỉ có hát một bài hát thôi mà mình kết duyên được cái hội chúng tu, thì cái duyên mình đối với cái người tu nó phước duyên nó lớn dữ lắm. Mà duyên mình kết với họ, cái phước mình tăng từ cái tu. Tại vì mình hát cho người tu nghe. Ví dụ như mình hát cho người ngoài đời thì mình lấy cái vé tiền chút xíu thôi. Nhưng mà mình hát cho người tu nghe, cái duyên phước mình rất là lớn. Cái duyên phước rất lớn luôn. Nên cái người mà nghe đạo mà hiểu, biết tu duyên, tu phước là người khôn. Vì khi duyên dày thì phước có, mà phước có thì thịnh vượng 100% luôn. Còn không có duyên thì sao có cơ hội có phước? Tại không có duyên là người ta không tiếp mình, rồi không tiếp mình làm sao có phước? Nên trước nhất phải là có duyên. Có duyên rồi người ta mới tiếp mình, rồi tiếp mình mới đem cái lợi ích đưa cho người ta. Giống như bây giờ ca sĩ đến chùa mình hát đi đó. Bây giờ mình được đến đây là nhờ ông thầy ông phát duyên cho mình. Nhưng không có ông thầy sao mà được? Tại không, người ta đến là người ta nghe những đức giảng. Tại vì những bài giảng những đức đó, cả người ca sĩ người ta còn nói rằng là giải tỏa được những nỗi buồn khỏi lòng người ta. Nhưng mà mình nghe hát chưa chắc giải tỏa nỗi lòng buồn khổ. Vì nó chỉ vui một chút nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà ông thầy ông giảng pháp ông phân tách ra nên nó giải tỏa khỏi lòng mà đưa người ta một pháp tu. Nên phước duyên của ông thầy cực kỳ lớn. Mà mình lại được kết hợp với ổng mà ổng gieo cho mình cái nhân duyên đó, nên cái tâm cảm ơn mình lớn dữ lắm. Lấy tiền gì nữa giờ, đúng không? Nên chùa của mình đó, nó thiện nguyện là gì? Mục tiêu của những đức là
muốn cho những người ta hát nổi tiếng, người ta hát cho Phật tử nghe cho người ta vui. Chứ thật sự thì bản thân những đức giảng là tập trung Phật tử đông thiệt là đông. Bình thường tại vì đây là mục tiêu ta nghe những đức giảng pháp. Nên cái từ nơi đó mà khéo tu phước tu duyên là đặc biệt dữ lắm. Cái người khéo tu phước tu duyên là nó thịnh vượng dữ lắm. Gia đạo nó rất thịnh vượng. Người mà khéo tu phước tu duyên là gia đạo rất thịnh vượng luôn. Còn có khi mà mình chỉ biết kiếm tiền mà không biết gieo duyên tu phước á, nó rớt á. Ví dụ như con cháu của mình đi, còn nhỏ nó thông minh đi, nó giỏi đi, nó hát hay đi, nó kiếm tiền rất dễ, nó nhỏ mà nó kiếm tiền dễ lắm. Nhưng mà cho nó tu phước á, cho nó đi thiện nguyện đi, thiện nguyện hoài vậy đó, tới khi 20 mấy tuổi là bắt đầu sự nghiệp thịnh liền. Thịnh mà nó lót nền móng chắc, nó tồn tại, nó tồn tại dữ lắm. Còn nếu như còn nhỏ mà cho nó kiếm tiền không, mà không cho nó thiện nguyện, phước nó xài từ khi còn nhỏ hết. Khi phước nó hết, duyên nó hết, lớn lên nó đâu còn nổi tiếng nữa đâu. Từ nơi đó mà con người có duyên có phước, cái này là rất quan trọng. Nên tu duyên tu phước cực kỳ quan trọng. Người tu hành mà không có duyên có phước cũng không độ sanh được, nuôi người cũng không được luôn. Vì không có duyên sao nuôi người đây, không có phước thì sao làm việc cho Tam Bảo, làm việc cho mọi người được. Nên nó đòi hỏi duyên phước rất là quan trọng. Nhưng có phước không có duyên cũng thua luôn. Có phước có duyên là có cảnh giới nhưng không có con người. Có duyên mà không có phước thì có con người mà không có cuộc sống, sao sống đây. Nên duyên phước nó phải kết hợp cực kỳ quan trọng. Nên những đức nói chùa của mình, người sống trong đây gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, quý vị rất phù hợp. Chùa có người lo, có phương pháp tu và có làm việc lợi ích cho mọi người. Nên tại sao mà những đức nói rằng là lễ vía Quan Âm xong những đức tổ chức chương trình người mù. Người mù người ta khổ quá, người ta què quặt tật nguyền. Mà chương trình người mù là một chương trình rất thiện nguyện. Vì chương trình người mù, người què quặt tàn tật là xã hội, cả nhà nước người ta cũng chấp nhận điều này. Nên mình tổ chức cái chương trình này là nhà nước người ta nhìn chùa mình thì nuôi bao nhiêu bà già, nó đã là có một cái tâm gánh nặng cho đối với một cái đất nước chúng ta rồi. Thật sự mình là một công dân mà mình ở trong một đất nước đó, mình làm những việc thiện nguyện ý nghĩa để cho cái đất nước mình đỡ đi một phần gánh nặng nào, thì đó cũng là một công dân, là một cái vai trò đối với một quốc gia. Mà bây giờ chùa mình bao nhiêu người già, bao nhiêu người ta khổ, người ta về đây người ta nương tựa. Người vui cũng về mà người khổ cũng về. Người những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, người ta về mà ta được cởi mở tâm tư. Thì cái này là một cái việc làm mà mình có thể mà gọi là mình học Phật, nhưng mình là cũng là một công dân của một đất nước. Mình cũng làm việc này là thiện nguyện. Mà thêm mà mình tổ chức chương trình người mù, người què tàn tật, người ta coi hết chân, ta nhìn ta thấy rõ ràng. Ví dụ như hòa thượng xây chùa mà đệ tử ông làm gì, người ta kính trọng hòa thượng là gì, người ta nói chùa hòa thượng, hòa thượng chỉ đạo đệ tử làm. Nên từ nơi đó người ta kính trọng hòa thượng, nên ta khen hòa thượng. Nên cái việc làm mà chương trình khiếm thị nó quan trọng dữ lắm. Tại vì sao? Cái đó là vì mình có cuộc sống, mình phải chia cho người ta sống. Có người mà bị khéo léo gì thì cái duyên phước cực kỳ lớn luôn. Tại vì mình có cuộc sống đầy đủ mà mình biết chia cho người mù, người què, người tàn tật. Mà mình tổ chức lên mình còn kêu gọi người ta để cho tiền người mù, người què, người tàn tật. Còn bản thân mình thì lấy cái quỹ nuôi các cụ già chích bớt ra để mình lo cho người ta. Vậy thì cái phước duyên của chùa mình có hoài. Có nhiều người hỏi một câu: ủa thầy, thầy ở đây nuôi nhiều có người gì? Có một người nào mà đại gia gì đó để mà đứng ra để mà lo cho thầy cái việc này hay sao mà cho thấy thầy thoải mái gì? Những đức nói nương vào đại gia có ngày thịt da mất tiêu. Không dám nương vào đại gia, chứ nương vào ai? Nương vào Di Đà. Thì mình làm việc cho Phật thì tự nhiên phước duyên của những con người học Phật, người ta nhìn ra, người ta đến, người ta chung tay với mình. Người đồng cắt góp gió mà thành bão, chứ đâu mà mình kiếm bão hoài. Bão hoài nó cũng sập nhà. Đừng có chê gió nghe. Gió chút chút vậy mà thành bão á, mà nó chắc ăn hơn. Còn hơn là mình đi tìm bão. Mình tìm bão không có ai, nó sập nhà bay mình mất xác. Nên từ nơi đó nó cứ là nhiệt tình lo cho người ta, thương người ta thì người ta quý mình. Người ta cũng thấy mà, ai mà không có góc độ nhìn, người ta nhìn thấy chùa mình lo cho người ta nhiệt tình thì người ta mỗi người ta hiền chứng chung tay. Mình vì thiên hạ vì mình thôi. Nên cái khéo léo tu phước duyên nhất á, như hồi chiều như được gặp cái cô này, cô bên Thị Sĩ về, mà cô rất là thiện nguyện luôn. Lễ vía Quan Âm này cô dẫn 2.000 người
với lại Quan Âm. Từ xưa tới nay chưa bao giờ từng thấy một cái đoàn nào mà đi đông vậy luôn. Nhưng Đức từng thấy ở dưới Tiền Giang có một cái chú này ông dẫn đoàn, là những Đức nhớ là 15 chiếc xe 50 chỗ, là từ xưa giờ Đức thấy đoàn là dữ nhất rồi đó. Còn cô này mà dẫn 40 chiếc xe 50 chỗ. Từ thị sĩ trở về Việt Nam, đầu tiên đưa lên số lượng 1.000 người thôi. Người ta quá nài nỉ đi, mà công nhận duyên đặc biệt ghê. Những đứa hỏi, ủa, sao duyên cô đặc biệt như vậy? Có những người cũng bao xe mà người ta lại không đi. Tại sao mà người ta nài nỉ cô, người ta đòi đi theo cô kỳ cục đi. Cô nói là dạ do con cho máy nghe Pháp. Con cho giấy máy nghe Pháp dưới quê, vùng sâu, vùng xa. Cho quá trời luôn, người ta nghe thầy giảng bây giờ người ta rất muốn đi. Mà thầy biết không? Từ ở trong vùng sâu vùng xa Cần Thơ mà người ta bơ xuồng ra mà đò đưa ra mà mấy chục ngàn, tao không có tiền hết thầy. Con cho tiền đi đò luôn. Rồi ra ngoài đường rồi mới lên xe được. Hoàn toàn chuyến xe không đồng. Nhà Đức nói với cô một câu, nhà Đức nói, cô à, làm việc này đi. Có tiền nhiêu làm sạch đi. Khỏi cần lo. Tại vì cô đâu có con cái gì đâu. Cô đâu có cầm theo được đâu. Cô làm việc này đặc biệt. Nhà Đức nó 100% cô làm việc này không bao giờ mà nói mà tội đâu. Cô dẫn người ta đi tu mà lỡ nó tu nhiều tu ít là chuyện của nó chứ. Còn cô có tâm dẫn đi tu là số 1. Nhưng Đức nói dẫn người đi tu là số 1 luôn. Cô làm đi, chắc chắn với cô luôn. Nó nên chùa. Cái chùa mình tại vì sao mà người ta đến đông? Nhưng Đức biết người trưởng đoàn, người Đức động viên, người Đức giảng cho người ta nghe, người ta thấy hiểu, người ta mới phát tâm vậy quý vị coi. Nếu như mà không có một cái cô đó thì làm gì có cái đoàn 2.000 người. Ở chùa người ta mà kiếm 1.000 người lại Quan Âm là cũng chua chát. Này một đoàn thôi, trước nhất là một đoàn mà 2.000 người. Giờ này nè, mà ở tuốt về Bình Định đụng Bình Địa đúng không? Hồi xưa đi làm trên thành phố, con bé đó nó ở Bình Định, mà tiếng Bình Định thì nói chó chết ngộ lắm. Tao Bình Định đây nha, đụng tao cho Bình Địa đây. Nên hiện tại giờ này mà khoảng hình như chiếc xe 50 người giờ này đang nằm giường nằm rồi đi bắt pháp rồi nghe kịch liệt. Hồi nãy gỡ bây giờ ở đâu gì trực tiếp coi được hết chứ. Đang trông chờ tới chùa, thấy không? Từ phương xa vậy. Còn Hà Nội miền ngoài rồi đòn đòn đi vô đây. Thấy không? Nghĩa là người ta rất là quý chùa mình. Mình ở một nơi mà người ta quý mình, người ta tìm đến thì cái chương trình mình nó mới hoành tráng. Ví dụ như bây giờ những Đức tổ chức chương trình lại Quan Âm, mà bây giờ những Đức không có duyên có phước chứ. Không có duyên thì chứng nhất không ai đến. Không lẽ bây giờ tổ chức 2.000 lại có mình những Đức với ba bà già cái lại. Bây giờ chùa bây giờ không có duyên, bây giờ những Đức nè, cô Chính, con cô Chính với kiếm thêm bà nấu ăn nữa, ông thầy với ba bà ra lại. Lại sao ông thầy với ba bà nằm tại chỗ luôn. Đuối quá trời đuối, gì có ba người lại đuối quá. Lại xong mà ba thầy trò lết về, mệt quá trời mệt. Thôi 2.000 lại bữa đó thầy nghỉ đi. Lại chi mà lại giữ, có ba người mà lại chi mà lại giữ với thầy, phải không? Nhưng mà do người ta phát tâm, người ta ào ào người ta đến. Mình có mệt cỡ nào mình cũng gán mà lết ra mình lại. Tại vì người ta về đông quá mà không lại mặt mũi nào nhìn thấy người ta. Từ khi là mình nằm tại chỗ thôi, chứ ngoài ra mà lại được là ra phải lại, phải giảng. Khô hơi cạn tiếng cũng phải giảng. Vì người ta về đông quá là khích lệ mình. Nên bản thân mình phải cố gắng. Chứ mà gặp mà 3-4 người, 5-10 người đi, ai mà đi lại làm chi? Sao mà lại nổi mà lại? Rồi Phật tử khắp nơi người ta hưởng ứng chương trình này, người ta ở nhà người ta cũng lại nữa. Các vị thấy không? Nó nội mà cái cô không có dẫn 2.000 người là thấy kinh hồn.
Bà nói lần sau 19 tháng 9 con dẫn 4.000. Nói vậy đó. Quý vị coi quy trình bà là chuyến này đi 1.000 người thôi, nhưng mà người ta quá năn nỉ, bà cố gắng bà quào bà đi tìm xe. Bà tìm thêm mà được thêm mà đi được 1.000 người nữa. Mà bà nói bây giờ người ta nai nỉ, người ta khóc, người ta đòi đi. Bây giờ kiếm không kiếm nổi xe, hứa từ 19 tháng 9 rồi sẽ chuẩn bị xe là khoảng 4.000 người đi. Chuẩn bị gì đó. Nó, Đức nói có tiền mà làm đi, chứ chết có cầm theo được đâu. Nó, nên từ nơi đó quý vị thấy không, làm chân thật mà làm việc này đi, ý nghĩa mà. Tu duyên tu phước là việc cực kỳ đặc biệt quan trọng. Người tu của mình mà thiếu duyên có phước cũng không được, mà thiếu phước có duyên cũng không được. Nó, nên từ nơi đó mà mình phải có duyên có phước, nó mới kết hợp, nó mới thù thắng. Chùa mình là ngôi chùa mà thật sự mà nói là tu duyên tu phước thù thắng. Nói mà xung quanh chùa bắt niệm Phật thôi, quý vị biết duyên phước lớn cỡ nào chưa? Đi qua đi lại đường xá đều nghe có Phật hiệu. Người sống, người chết được lợi ích rất là lớn luôn. Nên cái người sống trong đây nó phơ phớ à. Nó phiên ảnh mà quay lên nhìn đẹp, sáng sủa. Cái duyên, cái phước giống như quang minh phổ chiếu vậy đó. Nên cái duyên phước nó cực kỳ quan trọng luôn. Nó khéo léo tu phước duyên được lợi ích gì? Lợi ích trước mắt rồi còn gì nữa. Những đức đi tu mà phát duyên phát phước là nghe giảng mà biết tu duyên tu phước. Cái tâm cái gì cũng nghĩ tu duyên tu phước chứ. Khi nói chuyện người đó người ta không niệm Phật, cái niệm câu ai với đạo Phật cho người ta nghe cái mình đi. Nói ý là cho người ta tu duyên tu phước. Nên cái người mà đeo máy niệm Phật nó đi một vòng mà chợ một ngày mà đi hai lần thôi, phước người này lớn lắm. Cứ đi ra chợ đeo cái máy niệm Phật, nếu mà ngại sợ người ta nhìn mặt thì đổi cái nón bịt khẩu trang. Có nhiều bà đeo máy niệm Phật mà ngại, ngộ ghê thì đổi nón bịt khẩu trang lại. Thì bắt máy niệm Phật đeo cổ đi một vòng, đi mua đồ thì mình mua mình trả tiền, ai thì nó dám nói gì mình, dù có ai nói câu làm gì tu thì chỗ nào, đi đâu đeo máy niệm Phật, nó nói gì nó cũng nghe rồi, nó nói gì nó cũng nghe rồi, nó làm gì mình, không lẽ công an bắt mình, công an nào bắt người đeo máy niệm Phật, hiểu chưa, ta đeo máy niệm Phật mà bắt gì, có cái luật nào mà nó đeo máy niệm Phật mà bắt không, không có đâu, bây giờ tôi vô vũ trường tôi đeo máy niệm Phật cũng được. Tại đâu có cái luật bắt người ta đeo máy niệm Phật đâu. Người ta đeo máy niệm Phật mà tới làm gì đâu. Đúng không? Chứ nếu như quý vị đeo cái máy mà thu âm, tao giết mày, tao lột da mày, là nó bắt mình đó nghe. Mình đeo cái âm điệu đó mình đi đâu người ta cũng sợ. Tao gặp mình ta sợ quá, công an bắt mình đó. Nhưng mà mình đeo A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật, ai bắt mình? Có ai đâu bắt. Nhưng mà có những người ta ngại, thì những đứa kêu đổi nón bịt khẩu trang lại. Ngày nào cũng cố gắng đi ra chợ hai lần. Ví dụ như đúng ra đúng ra là đi chợ buổi sáng là ăn luôn cả ngày được, nhưng mà không, đi hai buổi được không, mua buổi sáng gì vừa chiều đi mua nữa. Kiểu đó viết trang trọng nữa, tao thấy mày viết đi chợ ghiền. Thấy sao mày đi chợ hoài, kỳ cục quá. Trời ơi, ông này mua đồ mà. Để mua đồ cái thiếu này khi tôi phải đi ra mua nữa. Cái tâm mà tu phước tu duyên, cái tâm nó viết nó ghiền. Ghiền tu phước tu duyên là người duyên phước lớn. Ghiền tu phước tu duyên là phước duyên lớn, không nói dòng gió. Mà cái người mà duyên phước mà lớn rồi á, cái khổ đau, cái buồn phiền đến quý vị tan biến cấp kỳ. Tại vì sao quý vị không? Vì cái duyên phước quý vị đẩy cho người ta nó nhiều quá. Mà người ta mỗi ngày an tâm, người ta vui quá nên đẩy lên cho quý vị. Quý vị chỉ cần gặp sự cố gì của nghiệp duyên là nó giải tỏa mau cấp kỳ. Quý vị nhớ nè, cái nghiệp duyên và nhân quả của đời của người, quý vị đừng có bao giờ mà nói rằng tại sao như vậy. Đừng có dùng câu tại sao. Ngày giờ đó mình nói nhưng mà mình làm chưa được triệt để thôi. Chứ mình cũng hiểu cái nguyên lý này, mà phàm phu mình phải có thời gian, chưa có triệt để được thôi. Cái ngày đó, cái người đó nó nói mình, nó chữ mình, nó nói mình cái gì, đều là nghiệp duyên hết. Đều là nghiệp duyên. Tới giờ đó giống như cái trái, tới giờ đó chín. Cái trái là tới giờ đó nó phải chín, thì nó phải chín. Còn cái trái này chưa chín, thì tới ngày nó chín thì nó mới chín. Còn nó chín mà mình không bẻ thì nó rụng. Không phải giỡn đâu. Mà nó rụng rồi thì nó mọc trái khác. Nên cái duyên á,
Nghiệp á, là nó làm sao? Là nó đến giờ, đến lúc. Đến giờ, đến lúc đó vậy đó. Giống như cái ông này, ông đi tu lúc mới đi tu. Ông từng cầm một cái cây, ông đập vào đầu con cá chết. Khi ông đập vào đầu con cá xong, thì ông thấy mình là người tu mà ông lấy cây đập vào đầu con cá chết quen con cá. Rồi xong ông mới niệm Phật cho con cá nó mới chỉ cái kiếp súc sanh nó được làm người. Mà đời sau con cá đó, đó, con cá đó khi nó tái sinh làm người, nó lại làm một vị tướng quân. Còn ông này ông tiếp tục ông tu nữa, thêm vài chục năm sau thì ông trở thành vị hòa thượng. Thì ông hòa thượng này ông tu, ông có thần thông. Thì ông biết được rằng là ngày nay có một vị tướng quân sẽ cầm kiếm đi thẳng vô định giết mình. Mà ông biết được rằng là tướng quân đó là do từ con cá đó, đó nó tái sinh lại làm tướng đó. Nếu mình mà biết vậy thì thôi mình thông tâm quá trời. Cái gì mình cũng biết hết trơn rồi nói chi nữa giờ. Ông biết rõ ràng luôn, ngày đó ông kêu hội chúng tập trung là hết trơn, hoàn toàn ông thuyết pháp. Ông thuyết pháp cho nghe xong ông nói tạm dừng. Sẽ có một việc mà từ nãy giờ tôi giảng rồi quý vị sẽ thấy. Là sẽ có một vị tướng quân cầm kiếm vào sẽ định giết tôi. Và nghiệp duyên này quý vị hãy bình tĩnh ngồi đây coi. Là cái nghiệp duyên này là do chính tôi đã từng như vậy mà bây giờ nghiệp duyên đến lúc. Tự nhiên vị tướng quân này đi ngang ngôi chùa, tự nhiên ông đứng lại. Ông vừa đi ngang ngôi chùa ông đứng lại liền vậy đó. Tự nhiên ông trong lòng ông nó bực tức một cái gì mà kinh khủng lắm, như nó có một lực hút của nghiệp duyên kinh lắm. Tự nhiên ông rút kiếm ra, ông đi thẳng vô trong trong chánh điện. Ông lỡ ông định giết hòa thượng, hòa thượng nói phan. Để tôi nói vài câu đi rồi giết giết. Ông mới kể ra cái sự tình là ông đã từng giết con cá. Và con cá này là tái sinh làm người này gì gì. Để bây giờ tới đây tự nhiên ông đến cổng chùa là ông cảm giác ông tức giận. Ông săn hẳn như có một lực hút gì đúng không? Nên từ nơi đó ông vô ông giết tôi. Nhưng ông giết tôi xong là tôi đi giải thoát liền. Nhưng riêng ông sẽ chịu cảnh rất đọa lạc, khổ đau. Vì cái tâm ông là tâm săn hẳn đến giết tôi. Cái tâm săn hẳn này sẽ chiêu cảm. Ông khi chết đi đọa tam đồ ác đạo. Nên tôi nói xong rồi, ông muốn giết giết đi. Thì vị tướng quân này vừa nghe ông hòa thượng này ông giảng pháp xong thì ông buông cái kiếm xuống, ông nói rằng nếu như vậy thì tôi giết ông thì ông đi siêu thoát, mà tôi thì đi đọa tam đồ ác đạo, việc này nó không có một cái lợi ích gì hết. Thôi được rồi, nghiệp duyên đó mà bây giờ có duyên gặp ngày hôm nay, từ cái nghịch thôi trở làm thuận đi. Bây giờ tôi không đòi nợ nữa và tôi xin hòa thượng cho tôi được xuất gia tu hành. Kinh khủng không? Có nghĩa là trong cái nghịch duyên là nó quay là thuận duyên liền. Và trong cái cuộc đời này rất nhiều con người khổ đau đến mức cùng cực khổ đau. Quý vị nhớ nè, khổ đau đến mức cùng cực, quý vị sẽ thấy ánh sáng. Khi con người trong cái khổ cùng cực khổ sẽ thấy ra ánh sáng liền. Rất là nhiều người trong cuộc đời này, bởi vì con nói là thường người ta nói ngoài đời nói câu nói là ông trời không tiệc đường người. Mình thì học Phật mà nói là Phật không tiệc đường người Phật tử đâu. Quý vị mà có tâm rồi dù cỡ nào đi chăng nữa quý vị cũng thấy ánh sáng à. Chắc chắn quý vị luôn. Có một người này nói rằng là con từ khi mới học pháp là con lang thang, con tu, con đầu này đầu nọ, con tìm kiếm, con quá trời tu nhiều môn luôn, cuối cùng con thấy không có một cái môn nào con vô nổi hết trơn, mà con vẫn có tâm muốn tu, con không có tâm bỏ đạo. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên bấm tự nhiên vô ngay bài giảng của thầy là chuyên tu tìm Phật, con nghe một phát vậy mà con tu được luôn. Bây giờ con thiệt tình mà nói, con quá trời mừng. Thấy không? Tiệt đường không? Không bao giờ tiệt đường. Và có cái cô này cũng nói rằng trời ơi, chồng đánh mà te tua tả tơi, nó khổ đến mức cung cực luôn. Đến nỗi con muốn tự tử, con chết luôn. Mà con nói rằng thôi, mình thiếu nợ mình cứ trả phước cho rồi. Cái tâm như vậy rồi mà tự nhiên ta đem cái máy nghe pháp của thầy người ta cho con. Con nghe một phát thôi cỡ mở tâm tư. Rõ ràng chưa? Trong cái khổ cung cực tự nhiên sẽ có một nhân duyên đặc biệt xuất hiện liền. Con người trong một cái sân si cung cực, nó sẽ có một cái nhân duyên để giải tỏa cái sự sân si đó liền. Nếu như quý vị có duyên và có phước. Nếu như quý vị thiếu duyên, thiếu phước thì bị lao luôn. Hoàn toàn sai luôn. Còn có duyên, có phước tức khắc đứng lại liền. Và con người mà duyên phước cực kỳ lớn luôn. Thì cái nghiệp duyên đến quý vị nó quá giải cực kỳ nhanh luôn. Tại vì duyên là quý vị tạo cho rất nhiều người, phước quý vị đã tu với rất nhiều người rồi. Bây giờ mà cái nghiệp duyên đến là nó giải tỏa cực kỳ nhanh. Nên cái người tu duyên tu phước là việc đó cực kỳ quan trọng. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng, những đức mỗi ngày gieo duyên tu phước an tâm cho người, những đức khi bực bội một cái chuyện gì, nó một cái tích tắc cực kỳ mau luôn là nó giải tỏa liền, nó rất là mau luôn. Ngày xưa nó không có như vậy. Mà
Mà bây giờ nó rất là mau vì những đức thường chia sẻ cho người ta nghe về cái việc hóa giải nội tâm. Nên từ bản thân đó những đức cũng được hóa giải nội tâm rất là mau. Nên những đức nói rằng bản thân của mình tu hành mà mình vui vẻ, mình an lạc, mình tự tại, người ta cũng sẽ nhìn mình mà thích 100% luôn. Phật tử người ta về người ta thích những đức ngay chỗ nào? Những đức rất là vui, mà vui mà nói chuyện người ta nghe được, chứ không phải vui mà nói xàm. Người ta nghe được, người ta được lợi ích nên người ta mới cảm ơn đó. Nên cái việc tu phước tu duyên cực kỳ quan trọng như cái câu chuyện hồi nãy thấy chưa. Nó cái nghiệp duyên mà nó đến nó ào 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 mà mình khi trả mà cái tâm mình thông thì biết rằng là tức khắc chuyển hóa người đó liền. Nên cái người đi tu mà muốn độ gia đình mình là trước nhất phải thông nhân quả. Con cháu chưa chịu tu, quý vị hãy tu cho tốt đi, là quý vị sẽ độ người thân quý vị 100% luôn. Còn nếu như quý vị đi tu mà vị cứ dằn do, vị nói nó này kia, vị khó khăn, nó không có nghe quý vị đâu. Không bao giờ nghe. Nó nói tờ ơi, bà học Phật mà bà khó còn hơn cái gì. Bà cứ chăm chích đầu này chăm chích đầu nọ, bà khó khăn, rồi bà cứ nói đon nói ren đầu này đầu nọ, rồi sao mà bà không có cái gì thoải mái chứ nghe. Người ta bận bộ đồ này bà cũng nói không được, bận bộ đồ kia cũng nói không được, tôi bận bộ bà bận sao mà bà nói không được. Nó nghĩa là cái hành động đó của mình nó không học tới mình. Còn mình kia học Phật rồi, mình niệm Phật rồi, mày bận cái gì mày bận, mày bận còn hơn là không bận, kệ mày chứ. Còn tao thì tao bận đồ của tao, mày bận đồ gì bận kệ mày. Tự nhiên cái tâm dễ vui vẻ quan hỷ, họ buồn vì cái gì, họ muốn tìm mình không, từ nơi cái tâm đó mà độ được người thân. Nó giống như hòa thượng đó, ông vui ông trả đó, thấy chưa, lỡ giết ông nói ra xong rồi giết đi, nó đâu có giết đâu, mà cuối cùng nó xin xuất gia. Rồi cuối cùng ông vừa nói xong ông nhập niết bàn luôn. Mà trước khi nhập niết bàn là ông giao chùa lại cho cái vị tướng quân đó mà xin xuất gia. Giao chùa cho vị tướng quân mà xin xuất gia. Rồi ông nhập niết bàn ông đi luôn. Rồi xong vị tướng quân tiếp tục kế thừa tu rất là tốt, sau này người đó niệm Phật cũng giảng sanh luôn. Đặc biệt chưa, gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thờ quý vị. Người ta gặp Phật pháp người ta ngộ liền, ngộ đạo. Ngộ đạo là gì? Ngộ đạo là đối với nhân quả sâu sắc đó. Ngộ đạo là đối với nhân quả sâu sắc đó. Trong định luật nhân quả cực kỳ sâu sắc, phải hiểu nguyên lý này. Nó cuộc đời con người quý vị biết rằng nó như có một cái sự sắp xếp sẵn, như một tuần hát, giai nào lúc nào nó sẽ ra Iran gì đó. Bây giờ mình muốn đóng vai người ta cũng không được, mà người ta đóng vai mình cũng không được, nên mỗi người nó có cái vai. Chùa mình rõ ràng là mỗi người có cái vai diễn mà. Đông người gì chứ mỗi người có vai chứ nha. Trong gia đình nó có vai diễn của gia đình. Người làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, mỗi người có vai diễn. Bây giờ mình làm cha, làm mẹ, mình đóng vai trò làm con không có được. Làm con đóng vai trò làm cha mẹ không có được. Nên vai diễn mỗi người, hãy diễn cho tốt đi. Nó diễn Phật pháp, nó diễn lạ lắm, nó diễn đa dạng chứ. Nó diễn tứ tung lang tang, nó diễn làm sao mà mà con người người ta lúc này lúc kia lúc nọ, nó diễn giết mà nó quay mà đi vòng vòng, nó dẫn mình vô Phật pháp, nó diễn giết rồi nó đưa mình vô Phật pháp luôn vậy đó. Nên cái giai diễn cho Phật pháp, miễn rằng mình vì người là nó sẽ lợi ích rất là lớn, vì người là lợi ích rất là lớn luôn đó. Nên từ nơi đó mà mình tu học, mình hiểu duyên phước, mình hiểu nhân quả, không mê trong nhân quả, thì cái tâm của người mình nó thông liền, không nói vòng vo chứ. Nó có những con người, người ta nói một người nào đó nhưng mà người ta lại làm cho người đó tiêu nghiệp thì sao? Có những người nào đó người ta chửi một người nào đó mà người đó lại tiêu nghiệp đó. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp người đó cũng chửi người ta, giờ người ta chửi lại. Mình là thông cái chỗ này đó mà mình làm chưa được triệt để đó cho quý vị biết đó. Mình làm chưa được triệt để đó, lâu lâu mình vẫn còn cái tâm sân hận là mình chưa được triệt để. Nếu mình mà triệt để thì thật sự mà nói thì chắc chúng ta làm Phật rồi đó. Mình mà triệt để là mình làm Phật rồi đó. Thấy không? Bản thân những đức hướng dẫn người ta đó, những đức cũng làm được khoảng cỡ 70%, chứ những đức chưa làm được triệt để được. Làm sao làm triệt để được? Bao nhiêu con người vậy mà những đức mỗi ngày vui nhiều là cũng ngon lắm rồi. Thí dụ như bây giờ đi, trong số lượng các cô đi, những đức gặp bà Bạch là những đức muốn chửi bà. Mà bà không có làm một cái chuyện gì mà quá đáng chứ mà kỳ cục vậy đó. Rồi gặp bà Nhất là những đức ghét. Không biết làm sao kỳ, những đức cứ theo vậy mà làm thôi. Cứ theo gì mà làm là tôi hiểu nhân quả, tôi có theo gì, tôi không có miễn cưỡng, tôi không đi năn nỉ làm gì cho nó mệt, xin lỗi gì chứ. Tại vì sao? Tôi đâu có cái tâm ghét, mà sao nghe nói chuyện là mắc ghét, là biết rồi, trời ơi. Thì phải theo như vậy mà giải quyết chừng nào cho nó sạch đi. Sạch rồi là thấy thương rồi, không giải quyết là nó tồn ra, không giải quyết là nó tồn lại á, đừng có nói chuyện dở.
miễn cưỡng á. Mình đã thấy không vừa bụng rồi mà mình không chịu nói ra là nó tồn lại, nên mình nói ra đi cho nó thông là xong. Nên tu hành phải hiểu nguyên lý này. Nhưng vậy mà có những người có khi bên cạnh nó không hiểu, thì họ nói tờ ơi sao nó đau lòng gì đâu mà nó đau lòng xót da. Thấy người này nói người kia mà tôi đau lòng. Trời ơi, tầm bậy tầm bạ thế ghê. Cái lời nói nó không có chết, nhưng mà nó thông nhân quả. Nó thông nhân quả là cái lúc đời nào nó chửi người ta, đời này người ta chửi lại. Nó chửi qua chửi lại trong cái cõi đời này đó. Nó xong cái nghiệp đó rồi nó mới tới cái thiện tâm. Đừng có nói không, không thì sao mà chửi được. Không có dính cái nhân thì sao có cái quả. Không có hạt ớt thì sao có trái ớt. Người ta thương mình bao nhiêu, người ta ghét mình bao nhiêu, nó đều là nhân quả hết trơn. Phải tin chỗ này. Và khi tin chỗ này là nó thông định luật nhân quả. Nó, như cái cô mà dẫn đoàn 2.000 người đi đó, cổ như đứa có duyên vậy. Cô nói là con đi chùa bao nhiêu có chùa, con nghe bao nhiêu người giảng, mà tự nhiên con nghe thầy giảng buổi một thôi là con kết thầy liền. Con nghe thầy luôn là con thầy nói gì con nghe nấy. Bà đi đến chùa, thấy không? Bà mua mấy chai xà bông, bà mua 2 cái áo cho những đức. Nãy bà đưa nè, con đưa cho thầy, rồi tự thầy cho ai thầy cho. Con làm đúng quy tắc luôn. Nó người ta giàu đó, người ta sống gì đó gọi là duyên phước đó. Người ta giàu đó mà người ta lợi chùa, thấy không? Cái gì cũng vậy nè, trình lên cho thầy. Rõ ràng thầy làm gì thầy làm, thầy cho ai thầy cho. Chứ con cũng muốn cho cô đó mà con cho là nó phan duyên không có đúng. Con để cho thầy, tùy duyên thầy muốn cho ai thầy cho. Nó thấy hay không? Phật tử vậy thì quá đặc biệt rồi. Dù là quen thân nhưng đừng có tùy tiện. Tùy tiện coi chừng phiền phức. Nên mình quen thân nhưng mà mình vẫn giữ được cái quy củ là người Phật tử khôn. Người đó là thật sự người khéo tu duyên phước. Người ta thương mình, người ta quý, người ta tôn trọng mình, nhưng mà mình phải giữ quy tắc. Người ta càng thương mình càng giữ quy tắc, thì con người mình vậy nó đặc biệt, duyên phước mình rất là lớn. Tuy là nhà Đức chưa làm như vậy được, mà quý vị mà làm được thì quý vị sẽ thấy vị lợi ích lớn cỡ nào liền. Lợi ích cực kỳ lớn luôn á. Nó tại vì sao? Mình luôn luôn giữ cái quy tắc là nó đẹp nhất luôn, đặc biệt nhất luôn. Như chùa mình ba điểm chùa, nơi nào ở yên nơi nấy, vị trí nào sắp ra vị trí nấy. Rồi rõ ràng ai ở yên nơi nấy, không chạy đôn chạy đáo tầm bậy tầm bạ. Người ta bố trí ai đi, người ta bố trí ai ở là ở yên. Ở đâu ở yên chỗ đó là quy tắc. Quy tắc mà nó đường gì là đặc biệt. Còn mình chỉ cần phá quy tắc thôi. Mình chỉ cần phan duyên một người thôi là nhiều người làm theo. Mình yên như vậy đúng sao, người ta sắp sao ra y rang gì. Yên vậy thì tự nhiên cái tâm người trên ta yên. Mình muốn giúp người ta yên là mình phải như vậy thì nó yên. Nó người ta thấy không, người ta giàu đó mà ta lợi chùa đó mà người ta nghĩ thế. Nó người ta hỏi han từng chút từng chút. Và đưa 2 cái áo thì cũng có cái tấm lòng. Nó như bản thân những đức á, xà bông hay đồ đạc những đức không có xài bao giờ mà tùy tiện. Không bao giờ mà xài cái lạ, những đức của người vậy đó. Tại những đức sợ ví dụ như xài những loại xà bông không đúng nó sẽ bị dị ứng. Nó phiền phức chứ không gì. Còn ăn cái gì mà ai đưa đồ ăn những đức là những đức ít ăn là vì sao? Vì sợ ăn nó bị chọt bụng. Tại vì bản thân những đức ngồi thuyết pháp này kia, nó không phải như quý vị ở dưới. Quý vị ngồi ở dưới lỡ đau bụng bị chạy đi sô-cô-la. Còn tôi ngồi ở đây sao mà tôi tìm bà ba được. Hiểu không? Tôi khổ là tôi ngồi tại chỗ này tôi dính luôn rồi. Bây giờ tôi ăn uống cái gì. Nên mà ai mà nói mua đồ bổ hỉ không có pha tầm bậy. Phải pha mấy ngày thường chút người ta uống thử coi sao, chứ đừng có nói đồ bổ đưa tao chứ cần làm sao giữ được cái bụng bình thường đó là bổ. Còn bổ uống như bậy bạ cái sikwe luôn đi niệm vừa lên chánh điện xin phép chạy, vừa chạy xuống nói mấy câu xin phép chạy, chạy lần thứ 3 xuống nói chào quý Phật tử tôi về. Nó xanh sao vàng giọt rồi sao giảng pháp đây. Mà cái kiểu mà lỡ mà cái bụng mà nó tiêu chảy ở đây mà vừa nói chuyện mà gặn lên dưới bẹt. Vừa lên cái lại dưới bẹt là chết mồ luôn sao dáng. Hiểu không? Nên từ nơi đó mọi người lo cho người trên ăn uống. Mình duy trì được cái đồ ăn thường ngày. Nhất là những ngày lễ là cẩn thận, chứ không phải ai đưa đồ bổ đồ gì uống tầm bậy tầm bạ. Kẹt cho tôi tránh vụ đó dữ lắm luôn. Cô mua 2 cái áo cô tặng, 2 cái áo khỉ cũng đẹp. Màu vàng giống người tu. Mà trời ơi, những đức mập. Nếu nó thử cái áo vô thì cũng có tấm lòng cổ bặn vô. Để không thôi người ta tặng mà không thấy bặn cũng kỳ. Mà bặn quá được.
bặn vô mà nó cỡ một gan rưỡi nó mới dính vô cái bên kia. Giống hai cái áo ghép lại mà nó còn gan rưỡi nó mới dính vô được. Sao bạn? Nó thấy có hai đứa nhỏ nhỏ, nó Liên Huệ với Liên Bình, nó nhỏ cho nó. Tại mình bặn được mình đưa người ta, cỡ mấy cô như Liên Nhẵn, Liên Diệu cũng không được, Liên Minh đâu cũng không được, mấy bà bự không được. Áo rất là đẹp nhưng mà hai đứa nhỏ đó thấy. Tự nhiên mình nghĩ hai đứa đó, mình đưa hai đứa đó. Duyên hai đứa đó là hai cái áo đó. Không, duyên phước người ta theo gì mà người ta cho. Chứ đông đứa gì mình đưa gì mình không nói rõ ràng. Chắc thầy thương hai đứa này, không thương mình, không cho mình. Không phải đơn giản đâu, cái gì phải nói cho rõ ràng á. Ừ, có thấy không? À, nên cô thấy tội nghiệp mấy cô thì mai mốt á, ở trong chùa mình á, nhiều cô lớn lớn, cô mua những loại bự thiệt bự đi. Nó rồi đây về cô cho mua chừng khoảng 150 cái cho mấy cô đủ liền gì đâu. Áo đẹp lắm, rất đẹp luôn. À, áo nước ngoài xịn luôn, đẹp luôn. Nó tặng cái cô vậy kỷ niệm luôn. Nó nên từ nước ngoài mua rồi xong rồi ấy cái kiện gửi Việt Nam gì đâu khó. Nó lỡ mua đại 300 luôn đi, để cho mấy thầy mấy chú luôn. Áo khỉ cực kỳ đẹp luôn, màu gì, màu vàng đẹp lắm luôn á, mịn mềm mềm sụm mà mịn mịn đẹp lắm. Nó mua đại 300 cái đi. Trời ơi, kết duyên ai cũng vậy, kết chùa cảm ơn. À, tôi nói vậy mà có khi có đó. Mà đây là tôi chỉ cách tu phước tu duyên cho mấy người, chứ tôi có kêu cho tôi đâu. Rồi có cho thêm mấy chai xà bông, nước ngoài nó xà bông này thơm lắm thầy. Nói thôi kệ, mình đem ở bên kia mình cho quý thầy lễ lọc cho thầy người chai cho thầy vui. Những đức thích gì đó, những đức có cái gì đức thích cho người ta, nên duyên phước những đức nó mới lớn. Quý vị vô vòng những đức vị coi có cái gì đâu, những đức có những đức cho trơn. Nó nhẹ cái tâm những đức dữ lắm, nó thiệt luôn á. Mà tập từ cái nhỏ như vậy sau này nó quen cái tính. Sau này con người mình cái gì mình cũng buông nó dễ hơn. Cái nhỏ mình còn gom gom mình cắt hoài, sau này cái lớn mình sao mình buông. Nên những đức tập từ cái nhỏ những đức buông, sau này cái lớn những đức dễ buông. Cặn tử nghiệp chết đi nó dễ. À, con người muốn giảng sanh mà mình phải nhẹ cái tâm mình mới được. Nên cái người tu hành mình khéo tu phước tu duyên bằng một là gì? Con người sống phải có quy tắc, đi đâu phải hỏi đàng hoàng, việc gì phải ra việc nấy. Đó là một cái cách tu phước duyên lớn nhất. Duyên phước lớn nhất là quy tắc á. Duy trì quy tắc đi đến đâu, quy tắc đàng hoàng. Như chùa mình nè, cả chùa mình không có ai mà bật pháp một người nào nghe, có thấy quy tắc đặc biệt chưa? Khó có tìm ngôi chùa nào mà được như ngôi chùa mình, không có một bài pháp nào của ai lạ từ khi những đức bật mới được nghe. Không có bao giờ được như vậy luôn. Thời của thầy Lý Vĩnh Nam khuôn Hòa Thượng Tịnh Không, có một mình Hòa Thượng Tịnh Không. Mà chùa mình bây giờ khuôn mấy ngàn người Phật tử thì nghe một mình những đức bao nhiêu người nữa, chỉ có một mình những đức. Nhưng mà người ta được lợi ích rất là lớn, hiểu thấy chưa? Cái này không đơn giản á. À, không dễ làm đâu. Rồi cả chùa gì mà không xài điện thoại, vì nghĩ cỡ nào chưa? Tại vì cái ông thầy trên nó không xài điện thoại. Cả số lượng người ta không xài điện thoại hết trơn. Chùa mình nó thanh tịnh là do không xài điện thoại mà ra đó. Rồi nhà đức còn cấm Phật tử mà báo tin nữa chứ. Cấm luôn cái đường dây bên ngoài mà chạy vô báo tin tào lao. Người ta tu trong chùa mà đi báo tin cho người ta bận tâm chi ạ? Thấy không? Nó có làng ông trong chùa có ông tu. Mà ở nhà cái gì đó, mấy bà Phật tử vô báo tin như đức la cho ông chập, nó tầm bậy, ông đã tu rồi, ông có gì giải quyết vấn đề được gì được đâu, đừng có báo tin chi nghe. Cô báo tin là cô có tội. Cô để cho người ta yên tu, cô nói với cái người gia đình lo gia đình đi. Đừng có để động tới người ta. Cái người ta đang tu trong chùa mà vô mình rủ người ta đi về hoặc mình làm động người ta, cái tội mình nó nặng lắm. Người ta mà mỗi lần mà gặp vậy thì tội thêm nữa. Nên mình là người trong chùa mình nói thẳng cho người ta nghe. Đừng có làm gì mỗi lần vô đây mà toàn là rủ tu về không à. Cái này là cái tội rủ người đi tu mà bỏ tu, là tội cực kỳ nặng luôn. Nên mỗi lần vô là tạo tội, không đừng vô đây mà như vậy. Mình là người trong chùa phải nói người ta như vậy, người ta mới có phước. Còn mỗi lần mà ta vô là ta gặp mình, ta rủ mình về hoặc rủ mình cái này kia, hoặc là gia đình này kia, ta báo cho mình nghe là ta có tội đó. Người ta đã đi tu rồi mà nói gì chèn. Tu rồi thì người ta lo chuyện đi tu của người ta à. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất
ca đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.